vì sao Tô Đại cần coi chừng lỗ hổng đạo đức của công an, Tư Tổng Trọng. Thời gian gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam. Tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Tước danh hiệu hai nữ cảnh sát tham gia vào dạ tiệc ma túy. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm bay lắc tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Trong số 12 người tham gia bữa tiệc ma túy, có hai nữ cán bộ công an đã bị bắt quả tang với tang vật tại hiện trường là 0,13 gram ketamin và một số tang vật khác. Báo Người Lao Động vào ngày 7 tháng 4 đưa tin tước danh hiệu hai nữ cảnh sát tham gia tiệc ma túy. Bản tin cho biết Công an Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân với hai nữ cán bộ công an có tham gia bữa tiệc ma túy kể trên. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy Công an Hải Phòng xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích, 36 tuổi, vừa bị Công an Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Đáng chú ý, vẫn theo báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích còn có cán bộ Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy, còn có VA là một nữ cán bộ đội hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh, Công an Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn của chế độ với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội lại để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Công luận đặt câu hỏi tại sao tình trạng cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an dưới thời Đại tướng Tô Lâm kể từ năm 2016 cho đến nay đã để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật liên tục mang tính có hệ thống đến như thế. Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc, dột xuống, và đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tắc loạn. Trong hệ thống nhà nước của Việt Nam, tất cả đều đang tình trạng tha hóa toàn diện đến như vậy hay sao? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới phân tích ở Việt Nam, trong con mắt của giới quan sát quốc tế, Bộ trưởng Tô Lâm đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát và chế độ công an trị nhằm giữ vững an ninh chính trị để duy trì thế độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của mình. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của số đông cán bộ chiến sĩ trong ngành công an đã vi phạm pháp luật tràn lan, có hệ thống như vậy là điều hết sức đáng lo ngại. Theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng cung đình của Việt Nam giữa Tổng Trọng và Tô Đại tướng đang diễn ra rất quyết liệt, một mất một còn như hiện nay, bất kể sự cố hay tin tức bất lợi nào cho mỗi bên, đều bị truyền thông của đối thủ thổi bùng lên, mục đích nhằm hạ uy tín lẫn nhau. Như vụ việc hai nữ sĩ quan cảnh sát thuộc Công an Hải Phòng sử dụng ma túy là một ví dụ. Xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ, cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Theo báo Thanh Niên, phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 20, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, chúng ta sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù. Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta thôi, ông Vượng đã nói. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục Phó Giám đốc Công an Hà Nội ra hầu tòa. Dư luận Hà Nội thấy rằng ý kiến vừa kể trên của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Ý kiến này đáng để ban lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nghiêm túc suy nghĩ. Công luận đề nghị Tổng Trọng của ông Tô Lâm trong năm 2024 cần phải trả lời cho người dân được rõ rằng ai và vì đâu đã để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng
đến như vậy? Phải chăng thượng bất chính để hạ tắc loạn như người dân chúng ta đã thấy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Đại cần coi chừng lỗ hổng đạo đức của công an từ Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao đồng bằng sông Cửu Long khô hạn và thiếu nước sinh hoạt? Do tình trạng thời tiết nóng ấm toàn cầu cực đoan đang gia tăng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng khô hạn và xâm nhập mặn. Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều kinh rạch, sông ngòi khô cạn, đồng ruộng nứt nẻ, cây trái khô chết hàng loạt. Nhưng mãi gần đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia mới đưa ra dự đoán hiện tượng này có thể tác động đến nguồn nước ngọt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Tiền Giang là tỉnh đầu tiên công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 6 tháng 4 đưa tin, tỉnh đầu tiên ở miền Tây công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp. Bản tin cho biết, tỉnh Tiền Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Phú Đông để triển khai ngay các biện pháp ứng phó. Đây là địa phương đầu tiên công bố tình huống khẩn cấp trong mùa khô năm nay sau khi hạn mặn đã khiến hàng chục nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng suốt nửa tháng qua. Trong khi một số tỉnh khác ở khu vực này bao gồm cả Sài Gòn cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Truyền thông nhà nước gần đây đã liên tục đưa tin cảnh báo hạn mặn năm nay sẽ khiến hàng vạn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 20.000 hecta lúa đông xuân gieo xạ ngoài lịch đang đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới. Vẫn theo Vietnam Express, huyện Tân Phú Đông hiện đã có 44.000 người dân sử dụng nước máy với nhu cầu hơn 10.000 mét khối nước mỗi ngày đêm. Hiện nước máy lẫn nguồn nước tự cung tự cấp của người dân chỉ có khoảng 8.000 mét khối nước, còn thiếu khoảng 2.000 mét khối nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, việc xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như năm 2016 và 2019-2020, với các đợt xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, nhiều người nghi ngờ dự đoán này và cho rằng hạn hán và xâm nhập mặn năm nay sẽ tồi tệ nhất trong lịch sử. Do hạn mặn, một số nhà máy nước đã thiếu nước và tình trạng này đang diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Tây. Đó là lý do ở một số địa phương, người dân phải mua nước hay cầm xô chậu đi xếp hàng mà lấy nước sử dụng. Một nông dân ở tỉnh Bến Tre mang xô nhựa đi qua hồ khô nứt nẻ. Một nông dân ở Bến Tre không muốn nêu danh tính vì lý do an ninh đã nói với phóng viên Thời báo .d rằng nước mặn xâm nhập mấy năm nay cũng mấy đợt rồi, vất vả lắm. Người nông dân chúng tôi là chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đến giờ năm nào ngập mặn vào thì người dân ở đây toàn súng trông với mặn. Bà con tích trữ nước mưa ở các bồn chứa lớn để sử dụng cho mùa khô. Qua tìm hiểu, các chuyên gia về đồng bằng sông Cửu Long cho biết nguyên nhân chính khiến đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn sớm vào đầu mùa khô là do các đập thủy điện ở Trung Quốc và Lào hạn chế xả nước. Các nhà máy thủy điện vốn sử dụng sức nước chảy từ cao xuống để phát điện. Điều này đã khiến dòng chảy khu vực đồng bằng bị giảm mạnh. Giáo sư Võ Tổng Xuân, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ đánh giá, xâm nhập mặn là một thực tế đã và đang diễn ra ngày càng gay gắt do biến đổi khí hậu và tác động từ phía thượng nguồn ở Trung Quốc. Do đó, chúng ta phải biết sử dụng nước ngọt theo cách thông minh và tiết kiệm hơn để giảm nguy cơ bị hạn mặn xâm nhập tác động. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Về giải pháp ứng phó với vấn đề xâm nhập mặn, một giảng viên cao cấp khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng bà con nông dân không nên xuống giống trồng trọt, thay vào đó là trữ nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và cho thủy sản. Cuối cùng, nếu vẫn còn dư nước thì mới dùng cho các loại cây ít sử dụng nước. Có như vậy hy vọng có thể cầm cự qua được thời gian khô hạn hiện nay. Ủy hội sông Mekong trong những năm gần đây đã nhiều lần cảnh báo về thực trạng nước sông Mekong đang ở mức thấp
đáng lo ngại, phần lớn vì hạn chế dòng chảy từ các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn. Được biết, Trung Quốc đã xây dựng 11 đập thủy điện lớn trên sông Mekong. Các chuyên gia môi trường từng nhận định, những con đập thủy điện của Trung Quốc không chỉ khiến mực nước ở đây thay đổi thất thường, mà còn làm giảm lượng phù sa, giảm luồng cá xuống hạ nguồn, và làm mất đi tính đa dạng sinh thái của con sông, cũng như của đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao đồng bằng sông Cửu Long khô hạn và thiếu nước sinh hoạt. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.